Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, những năm qua, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã thực hiện có hiệu quả chương trình Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng. Bước vào năm học 2023-2024, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã trao tặng hơn 200 phần quà trị giá hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ các cháu bước vào năm học mới. Chương trình Nâng bước em tới trường được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai thực hiện từ năm 2016. Đối tượng thụ hưởng là các em học sinh khu vực biên giới, biển đảo có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình góp phần ươm những mầm xanh cho biên giới Tổ quốc, thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân. Với phương châm là trao cơ hội, trao con chữ, truyền hy vọng. Hơn 7 năm qua, Bộ đội Biên phòng thành phố đã giúp đỡ hơn 100 em học sinh là trẻ mồ côi hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển thành phố Đà Nẵng, để các em có niềm tin, có chỗ dựa và có điều kiện vươn lên trong học tập rèn luyện. Rất vui là tất cả các em đều chăm ngoan, chăm chỉ học tập rèn luyện tốt. Nhiều em đã tốt nghiệp đại học, tìm kiếm được việc làm, có thu nhập ổn định để giúp đỡ gia đình có cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Vì thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng góp phần động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực phấn đấu vươn lên trong học tập. Thì cháu đã được các chú ở trong đồn biên phòng chăm sóc lẫn về vật chất lẫn tinh thần, giúp cho cháu đạt được những kết quả mong muốn như ngày hôm nay, thì cũng là một phần rất lớn nhờ vào các chú. Cháu thật sự rất là biết ơn khi mà mình được là một trong những các bạn học sinh may mắn được nhận trong cái chương trình học bổng nào lần này. Các dịp tổng kết, khai giảng năm học, lễ Tết, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đều tổ chức thăm tặng quà, đồ dùng học tập trị giá hàng trăm triệu đồng, động viên khích lệ các em vươn lên trong học tập. Nhiều học sinh trong diện nâng bước em tới trường và mô hình con nuôi đồn biên phòng đạt kết quả học tập tốt. Chương trình đã trở thành điểm tựa, niềm tin giúp các em vượt khó vươn lên.